Chào bạn, hôm nay tôi, kỹ sư Vũ Thảo Nguyên sẽ chia sẻ với các bạn hai loại led nội thất, đó là led 24V và led 12V. Và khi nào chúng ta sử dụng trong việc thi công thiết kế led nội thất. Thì trên thị trường nó có hai loại, đó là led 12V và led 24V. Thì nó sẽ khác nhau ở điểm gì? Thì ở led 12V nó sẽ gồm có 3 bóng led mắc nối tiếp với nhau và một điện trở, có thể là 101 hoặc là 101 hoặc là 151 thông 150 ôm ấy. Thì suy ra chúng ta phải cắt theo cái đường cắt của nó sẽ gồm 3 mắt và một điện trở này. Các bạn nhìn thấy cái đường nó có cái kéo đấy, sẽ 3 mắt và một điện trở đấy. Còn ở cái led 24V ấy, thì nó sẽ sử dụng đến bao nhiêu? 7 bóng led trên một cái mắt đấy, và gồm hai điện trở 82 ohm mắc như kiểu này. Vậy thì cùng có nghĩa là cái led 24V này nó sử dụng số mắt nhiều hơn, thế cho nên là nó sẽ ít bị nóng hơn. Và hơn nữa là 24V ấy, thì điện áp nó cao, thì khi mà điện áp cao thì khi mà chúng ta truyền tải ấy, thì nó sụt áp, nó sẽ bớt đi so với cái led 12V. Thứ hai là led 24V này này. Tuy là nó như vậy nhưng mà led 24V này khi mà chúng ta lắp tối đa cũng chỉ được 5m thôi nhá. Và chúng ta không thể kéo dài quá 5m được, chúng ta sẽ phải bố trí nguồn thế nào để song song các cái nhánh 5m là được. Còn nếu mà chúng ta kéo quá dài hơn 5m ấy, thì sẽ có cái điểm đầu nó sẽ sáng và điểm cuối nó sẽ mờ và nó sẽ sáng không đều. Đấy. Vậy là cái đầu tiên là led 24V nó sẽ đắt hơn led 12V. Thứ hai là nó sẽ bị nóng ít hơn so với cái led 12V này. Cái led 12V thì người ta sử dụng trong các công trình giá rẻ, thi công mà các bạn như lãi, các bạn sẽ là thi công lãi cao thì các bạn dùng cái loại này này. Nhưng mà tuổi thọ của nó sẽ không bền bằng led 24V. Đấy. Cái led 24V thì nó ưu điểm là sáng đều, bớt bị nóng và truyền tải nó ít bị tổn hao năng lượng hơn, có nghĩa điểm đầu và điểm cuối nó sáng đều. Còn cái led 12V này, nếu mà các bạn thi công mà dây không tốt nữa, thì nếu quá dài ấy, khoảng 5m thì có thể sẽ ở những cái nào gần nguồn nó sẽ sáng và cái xa nguồn thì nó sẽ tối hơn. Đấy. Và mình chia sẻ với các bạn về hai loại led như vậy thôi. Ví dụ là cùng 1 mét led 12V thì là 10 đến 12W. Thì cái led 24V này thì cũng 1 mét của nó cũng có thể 10 đến 12W. Tuy nhiên thì dòng điện của nó sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Đấy, nhỏ hơn so với cái led 12V. Vì thế ưu điểm của nó là sẽ ánh sáng tỏa đều này, ánh sáng đều và mát hơn so với cái led 12V, và suy ra là tuổi thọ của nó, độ tin cậy cao hơn. Và mình dừng clip ở đây nhé. Chúc các bạn thành công.